có thể giảm 10 kg trong vòng 6 tháng như uni, liệu điều đó nó có sự thần kỳ và cái điều mong mỏi của các bạn? Ok, hi, xin chào các bạn. Rồi video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm làm sao và sáng ăn gì để có thể giảm 10 kg trong vòng 6 tháng như uni, liệu điều đó nó có sự thần kỳ và cái điều mong mỏi của các bạn khi mà Tết đến xuân về, quê nhà gần kề rồi mà người của chúng ta còn mập quá, người chúng ta còn dư mỡ nhiều quá, thì làm sao để chúng ta giảm, làm sao chúng ta lựa chọn cái bữa ăn sáng? Rồi thực đơn dinh dưỡng ở Việt Nam rất chi là phong phú, nó cực kỳ phong phú luôn, nên nếu mà chúng ta không có một cái kế hoạch ăn uống đầy đủ chi tiết thì làm sao để các bạn có thể được cái vóc dáng thon gọn được. Rồi bây giờ đầu tiên á, là mình vô mình coi lại cái lúc mà mình mở clip cho các bạn coi nè, cái lúc mà uni mập đi đó, đây là cái lúc mà uni mập nha, đây là cái lúc mà uni mập đó, cái lúc này nè, cái lúc mà uni mập như thế này nè đó, các bạn thấy không, cái lúc mà uni mập nè đó, cái này là đây là lúc mà uni 55 kg, người rất nặng không có nhẹ đâu, đây là lúc mà uni mập nặng 55 kg, rất nặng không có nhẹ nha. Ở đây mình chiếu ở cái góc bên này cho các bạn xem, và các bạn có thể thấy rõ là cái phần bụng lúc này đang dừng cái khúc này nè, dừng cái khúc này đây, cái phần bụng lúc này mở phần bụng nó rất là nhiều, mở phần bụng rất nhiều và rất to, cái bụng lúc này hả cũng phải tầm là 80 cm, nhưng mà khoảng tầm 6 tháng sau giữa việc tập và ăn một cách khoa học và dinh dưỡng, bạn hoàn toàn có thể giảm được 10 kg và thậm chí giảm tới 15 cm dòng bụng rất rõ ràng. Đây mình mở một clip khác cho các bạn xem nha. Đó, đây là clip uni eo 60, các bạn có thể thấy rõ cái sự khác biệt không? Đấy, đo nè, đo cái vòng eo cực kỳ thon thả, bao nhiêu, 59 60 cm. Làm sao để mà có được một cái sự thay đổi tuyệt vời như vậy, phụ thuộc rất 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 nhiều vào việc là bạn tập đúng, tập hiệu quả ra làm sao và tập theo chương trình của Dragon Fitness như thế nào. Ngoài ra còn một việc phụ thuộc rất là cao nữa, đó là phụ thuộc vào việc bạn ăn uống dinh dưỡng ra làm sao. Rồi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính. Có rất nhiều bạn hỏi là anh ơi, một ngày thì em ăn bao nhiêu calorie, bữa sáng thì em nên ăn món gì? Tôi biết rằng khi mà tôi thiết kế ra những cái meal plan, đôi khi bạn rất khó để bạn áp dụng. Ví dụ tôi kêu sáng mình nấu cơm, nửa chén cơm với một cái đùi gà, bạn ăn kèm rau, trái cây, nó không dễ áp dụng. Bởi vì sao? Ví dụ ở đây chúng ta tính có trong cái bảng tính này, các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có trong cái bảng tính này thì với chiều cao 1m63, uni nặng 55 kg, giả dụ cái lúc đó uni nặng 55 kg, tập và theo lịch đề và chọn cái mức là cái mức giảm cân đó, các bạn thấy không, thì calo cần để giảm cân rơi vào khoảng 1.100-1.200 calorie, và như vậy bữa sáng chỉ được và nên ăn rơi vào khoảng tầm 300-400 calorie. Mức này mức rất ít, mức này các bạn sẽ rất khó để các bạn ăn, nhưng khó chứ không phải là không thể. Ở đây giả dụ như mình thiết kế thành một cái meal plan, ví dụ như sáng meal plan tiêu chuẩn như thế này: bạn luộc một củ khoai lang, rồi bạn ăn với 100g cá hồi, rồi bạn ăn thêm rau salad đi, 200g rau salad, thì bạn sẽ rơi vào khoảng tầm gần 300 calorie. Như vậy là tương đối đủ, thậm chí bạn có thể ăn nhiều hơn cỡ 150g cá hồi đó, thì bạn có được 350 calorie trên 333 calorie cần thiết, khá là đủ, rất là dễ. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là bạn đôi khi bạn bận rộn, và lý thuyết chúng ta nói lý thuyết như vậy, nhưng bạn sẽ rất khó áp dụng cái việc mà bạn nấu thường xuyên để bạn ăn. Tại vì sao? Tại vì bạn tối bạn còn bận thức khuya, sáng bạn còn bận dậy sớm, bạn đi học và bạn còn bận lên công sở sớm, thì làm sao để mà có được cái eo thon như uni, nếu hay là eo thon 60 cm, hay là bạn giảm được 10 kg với vóc dáng của bạn, nếu mà bạn ăn uống theo một chế độ mà cứ sáng bình thường nhé. Ẩm thực Việt Nam rất phong phú, nhưng mà đa phần chúng ta lựa chọn việc là chúng ta sáng chúng ta ăn đại gì đó, xong chúng ta đi làm, đến trưa, đến chiều, đến tối chúng ta mới ăn nhiều. Cái vấn đề mà khi ăn uống này như vậy á, theo thời gian nó làm cho cơ thể của bạn cực kỳ thích và tiết ra hormone tiêu hóa đặc biệt nhiều vào buổi trưa, buổi tối, nó dẫn đến việc là bạn ăn cái lượng calorie nhiều hơn bình thường rất là nhiều.
Và khi bạn ăn cái lượng calorie nhiều hơn bình thường mà bạn bỏ buổi sáng, bạn không chia đều bữa ăn, calo nó thặng dư và nó gia tăng mỡ bụng của bạn. Và cho dù bạn tập rất là tốt, bạn vẫn không thể giảm cân, không thể giảm mỡ, không thể giảm mỡ bụng phần lớn do chế độ ăn. Rồi hôm nay thì mình sẽ fix cái chế độ ăn lại cho các bạn để các bạn hiểu được làm thế nào để ăn hiệu quả. Rồi quay trở lại cái ví dụ đầu tiên, nếu một củ khoai lang 150g cá hồi philê, 200g salad, 357 calo một buổi sáng thì nghe có vẻ nó rất là lý tưởng, nhưng mà thực tế là rất khó để các bạn áp dụng. Mình khuyến khích là các bạn có thể ăn như vậy nếu mà các bạn giảm cân. Ở đây mình nói buổi sáng không thôi nhé, những bữa khác thì có thể trong những video khác, nhưng mà thật sự rất khó để các bạn nấu được như thế. Dễ hơn xíu nè, tối hôm qua nấu một chén cơm, cơm để dành sáng hâm lại, rồi luộc thêm cái đùi gà không da đi chẳng hạn, chúng ta ăn cái đùi gà không da, đâu là thịt gà heo, đùi gà không da đó. Khi mà bạn đăng ký khóa học online của Calorific.net thì bạn được sử dụng cái app này, ngoài ra còn kèm theo phần mềm được thiết kế tính calorie có sẵn sẽ rất dễ để áp dụng đó. Đùi gà không da thì cỡ 400 calorie, 150g thịt đùi gà không da, cái này thì luộc lên ăn chấm muối tiêu chanh hay gì đó, nghe thì các bạn cũng lý tưởng đó, nhưng mà thật sự sẽ không dễ để các bạn áp dụng, đúng không? Tôi nghĩ không nghĩ là bạn đủ siêng để mà bạn có thể áp dụng việc này thường xuyên. Mà nếu mà bạn siêng thì quá tốt, 100 điểm. Nhưng nếu trong trường hợp bạn không siêng thì sao? Đâu là giải pháp? Rồi bây coi, ok, bây giờ chúng ta đi đến giải pháp nha. Giờ đi à, chúng ta không ăn chúng ta không ăn các món ăn tự nấu nữa. Bây giờ chúng ta chọn, chúng ta ăn món ăn tiệm. Tại vì đó sẽ là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho bạn. Vì không phải lúc nào bạn cũng nấu ăn ở nhà được, đúng không? Rồi chúng ta đi vào một cái món đơn giản, bún bò Huế giò một tô. Các bạn thấy rất rõ ở đây là khi bạn chọn một tô bún bò Huế thì cái mức calorie nó tăng lên rất là nhanh. Ở đây là 622 calorie, là gần bằng hai lần luôn, thấy chưa? Hai lần của mức calorie cần thiết. Ngoài ra là cái phần trăm chất béo quá cao, vượt lên trên cái mức 20% màu xanh mình quy định trong cái khóa học. Điều này nghĩa là điều gì diễn ra? Nghĩa là bạn nạp vào cơ thể, nghĩa là nếu bạn đang trong cái thể trạng giảm cân, bạn là nữ, bạn cao 1m6, bạn nặng cả 55-60kg, bạn còn giảm cân buổi sáng một ngày bạn còn ăn có 1200 calorie, tức là buổi sáng bạn chỉ nên ăn cỡ 300 tới cỡ maximum là 400 calorie, nhưng mà bạn quất một cái tô bún bò Huế giò thì cái lượng calorie nó, thứ nhất nó vượt gấp đôi, thứ hai là cái phần trăm chất béo nó là tới lên cái cỡ 45, thậm chí là thực tế có khi nó còn lên 55-60% nếu mà bạn hấp hết cái nước béo của cái tô bún bò, thì nó gấp rất nhiều lần cái mức ở 20%, nghĩa là bạn ăn thặng dư một cái khối lượng chất béo rất là lớn. Ok, chúng ta vào trang của Google đi. Đó các bạn thấy không, hình mình vẽ cho các bạn niêm yết rất là rõ. Bây giờ chúng ta đi tìm bún bò đi ha. Bún bò nó có những loại gì? Bún bò giò à, bún bò giò đây, cái tô bún bò giò các bạn có thể thấy rất là rõ, nó rất là to và rất là ngon như thế này. Rồi để làm sao hạn chế cái lượng calorie khi mà các bạn ăn ngoài, đó là cái mình muốn nói trong video này, mình dẫn nhắc từ từ chi tiết cho các bạn hiểu. Thì khi các bạn ăn gì thì các bạn bỏ cái phần giò ra nè, cái phần này nè đấy, các bạn bỏ cái phần này ra, bỏ cái phần giò mỡ này nè, các bạn thấy không? Rồi các bạn thấy cái phần nước béo này không, cái phần nước béo này nè đó, bỏ cái phần nước béo ra, hoặc là kêu chủ quán đừng có lấy nước béo cho ăn, đúng không? Rồi bỏ ăn cái phần nạm, ăn cái phần nạc đi, hạn chế ăn cái phần giò, bớt được bao nhiêu chất béo thì bớt. Rồi buổi chiều tối tập bù, đó là phương án cho bạn, đúng không? Tại vì bạn quá bận rộn, bạn không đủ siêng các bạn đạt được 100 điểm ở nhà khi bạn nấu ăn thì có món theo cái meal plan được thiết kế khoa học dành cho học viên. Thì khi bạn đi ăn ngoài bạn phải có cái giải pháp đối phó để bạn không bị trừ thêm điểm nữa. Thầy hay chấp nhận ở mức 60 điểm hoặc là 70 điểm. Ví dụ như tôi đặt cái mức là bạn chọn ăn bún bò, bạn ăn 600 calorie, chứng tỏ là bạn có ăn và bạn ăn quá nhiều là bạn 30 điểm trên 100. Nhưng mà nếu bạn bỏ cục giò đi thì cho bạn 40 điểm, bạn ăn thêm rau cho bạn lên 50 điểm, bạn không hấp nước béo cho bạn 60 điểm. Thấy không, bớt được cái nào bớt. Rồi một món ha, đó là cái cách. Rồi bây giờ chúng ta search cái món đơn giản tiếp theo đó ha. Rồi cái kinh nghiệm tiếp nè, chia sẻ nhanh cái kinh nghiệm nè. Tiếp theo là món cơm tấm sườn bì chả. Cái món này là calo nó cao lắm.
Bây giờ nếu mà với cái cơm tấm sườn mì chả thì không biết trong phần mềm calorie này của tôi có tính món đó không ha. Rồi cái món đó thì tôi không khuyến khích các bạn ăn nhiều, tôi không đưa vô phần mềm tính calorie của tôi rồi. Rồi nhưng mà bây giờ đây đây bây giờ sửa cái món này nè. Rồi bây giờ với cái hình cái sườn bì chả như ở đây, cái gì chúng ta nên ăn và cái gì chúng ta không nên ăn để tránh việc chúng ta đưa vào lượng calorie quá lớn. Cái dĩa sườn bì chả này nó lên phải cỡ 800 calorie là ít ít đó. Tại vì sao? Tại vì như gì, cái phần mà nhiều nhất này nè, mình lấy cái màu xanh mình tô cho các bạn thấy nha, cái phần bì đây nè. Đấy, bì là cái gì? Bì là cái phần mỡ da heo đúng không? Mỡ da heo 1 gram chất béo là nó bằng bao nhiêu calorie? Bằng 9 calorie đúng không? Nên cái phần mỡ da heo nó lên đến cỡ 50 gram, tức cỡ 100 gram mỡ da heo, 100 gram chất béo nữa. Không, bây giờ tính 100 có vẻ nó hơi quá đi. Tôi tính là cho chủ quán làm cái phần cơm này chắc cỡ rơi vào cỡ tầm 65 ngàn đúng không? 65 ngàn. Cái phần cơm béo này nó mà 65 ngàn thì đồng nghĩa với việc là cái phần mỡ da heo này nó phải cỡ 500 gram, 50 gram, 50 lần 9 hết 450 calorie chất béo, bỏ hoàn toàn dùm nha. Tôi biết là đôi khi bạn đang thừa cân, bạn ăn những cái món này bạn thấy rất là ngon, nhưng bỏ hoàn toàn. Rồi bây giờ tới cái phần sườn. Mấy cái phần sườn này á, hãy lựa chọn cái phần sườn nào mà tránh cái phần cái lớp mỡ của miếng sườn ra để bớt được lượng calorie đó một chút. Rồi rồi những cái phần tốt nè, ví dụ như là rau nè, cà chua nè, dưa leo nè, xà lách nè, ăn thêm cơm bỏ bớt nữa đi. Trời ơi, cái này là một chén cơm nó quất cỡ tầm 200 mấy calorie, bạn phải bỏ bớt nữa thôi. Rồi chả này ok, em cắt bớt xuống ăn nữa thôi. Sườn đang giảm cân, chia cho bạn người nào đó gì đó, người yêu chồng hay bạn trai của bạn ăn bớt phần đó đi, phần này cũng ăn bớt nữa đi. Không, tôi hơi hơi tiêu cực là nếu một quá là bạn vô quán bạn kêu một cái phần mini nhỏ thôi nếu mà đang giảm cân. Còn nếu mà lỡ mà chơi một cái phần nhiều vậy á, hãy ăn nhiều rau củ quả và bỏ những cái phần mà tôi tô xanh trong hình này nè cho các bạn, hiểu không? Nghĩa là khi khi các bạn bớt ăn chút, em chắc chắn các bạn giảm calorie các bạn sẽ bớt mập nha. Rồi xong ha, bây giờ chúng ta đến với món tiếp theo. Món tiếp theo mà buổi sáng mà nó hay phổ biến nhất á, các bạn sẽ lăn tăn với việc ừ cái gì ăn cái gì. Rồi bây giờ chúng ta đi tới bánh mì. Bánh mì, ok, chúng ta đi tới bánh mì nha. Trời ơi, cái ổ bánh mì thịt nướng mà nó gì, nó không béo mới là lạ. Vậy thì sao? Các bạn ăn một nửa thôi, cái phần bánh mì này nó rất là to. Hay là cái phần bánh mì này cũng vậy nè. À, đó, vì sao? Vì cái phần mỡ heo, cái phần thịt heo trong đó nó rất là béo. Thịt heo lượng calo rất là cao, 100 gram thịt heo rồi khoảng tầm 250 calorie, cộng thêm bánh mì cỡ khoảng tầm 200 calorie, thì bánh mì lên cái khi thêm 600 calorie vì còn phần mỡ chất béo bơ sốt này nọ kia. Vậy sao chịu khó trong quá trình giảm cân đỡ ăn món bánh mì này, nếu thèm bánh mì ăn bánh mì offline đi. Hồi trước á, lúc mà Juni tập giảm cân á, đúng không, bánh mì offline Juni ăn hoài đó ha. Bánh mì offline này nè, có món này là tốt nè, cực kỳ tốt luôn, phải đánh dấu vô cho các bạn xem. Nó cực kỳ tốt luôn. Tốt vì sao? Ví dụ như trứng gì, chiên gì, rất ít chất béo. Phần bánh mì này rơi khoảng tầm 200 calorie. Hai quả trứng này mỗi quả cỡ tầm 100 calorie. Bạn ăn một quả giùm tôi thôi, một quả thôi, ok. Đừng ăn hai quả nha. Rồi, giờ bỏ phần quả trứng này đây, một quả. Rồi, phần rau này rất tốt. Đó. Đây là những cách, những cái mẹo để khi các bạn đi ăn ngoài để bạn kiểm soát, để tránh việc bạn ăn quá nhiều. Rồi, xong món bánh mì nha. Rồi đây tiếp món khác. Nhớ nha, bạn phải chấp nhận thôi, bởi vì là khi mà bạn béo tết đến nơi rồi, bạn muốn giảm cân thì cái cách mà đơn giản và cách nhanh nhất đó là bạn cắt giảm dần cái lượng calorie bạn ăn. Nếu mà bạn muốn có một cái sự kiểm soát kỹ hơn khi mà bạn áp dụng những cách thức như thế này, hãy mua khóa học online của tôi đi, để tôi kiểm soát mỗi ngày bạn ăn, bạn gửi qua cho tôi để tôi kiểm soát, tôi kiểm tra, tôi check xem là món này bạn ăn ok chưa, bạn ăn cái lượng này có nhiều hay không, bạn ăn lượng này có ít hay không, bạn ăn cái thiếu rau đi và thiếu cá hay không. Và trong cái chương trình khóa học online nó còn bao gồm là cái lịch tập để mà bạn tập, bạn kích thích cơ thể nó sử dụng mỡ thừa nhiều hơn thì bạn mới giảm cân nhanh và hiệu quả cũng như đẹp được. Chứ cái việc mà chỉ bớt ăn thôi chỉ có cỡ 50% giải quyết cái vấn đề là bạn để bạn giảm cân thôi, ok chưa?
hiểu vấn đề không nha, bạn cần phải tập luyện và ăn uống xong hành rồi chúng ta đi tiếp món khác. Nếu mà các bạn không ăn bánh mì thì các bạn sẽ ăn gì nhỉ, bò bít tết. Trời ơi cái món này khỏi phải nói về cái calo luôn, khủng khiếp lắm luôn á. Rồi ví dụ như cái phần dĩa mà bít tết như thế này, tôi nhìn vô tôi thôi thì là tôi không thấy cái gì ăn nó không béo hết trơn, đơn giản như ở phần khoai tây chiên thôi. Các bạn thấy cái phần khoai tây chiên, phần khoai tây chiên màu vàng này. Đó, đơn giản cái phần mà khoai tây chiên ở đây thôi nè, nó rất nhiều calori. 100 gram khoai tây chiên rơi vào khoảng tầm 400 calori. Ở phía dưới này còn bò, bò nha, 100 gram bò có 250 gần 300 nha. Mà bò mà chơi bít tết kiểu này á, thêm cái mỡ dầu ăn nữa nó rất là cao. Và đây đây nữa nè, đó cái này là mass calorie luôn, cái này là pate gan 100 gram rơi vào khoảng tầm 350 calorie, là tổng cái phần này nó phải nhiều hơn cả 1000 calorie là ít. Thế nữa đâu phải là bình thường mà chúng ta ăn bò bít tết mà chúng ta ăn không, chúng ta đâu có hiền vậy đâu các bạn, biết sao không? Ví dụ giờ sập bò bít tết để ra hình này là nghĩa là đầu tiên nghĩa là bình thường các bạn ăn bò bít tết là các bạn không ăn không, tin đi, các bạn ăn bò bít tết thì các bạn ăn cái hình này, nó kèm theo là xúc xích nè, phô mai và cả nước ngọt nữa, trong khi rau các bạn ăn nó hơi ít, nên nếu giảm cân món này hạn chế nha, hạn chế tối đa luôn, ok không? Rồi đi món tiếp theo, vậy ăn được gì, ăn gì ăn được gì, rồi ăn này nè, bún bò là chỉ các bạn ăn được đúng không? Cái món đơn giản nhất, phở. Tại vì sao? Thứ nhất, phở cái lượng bánh tinh bột nó ít hơn cơm và bánh mì rất là nhiều. Cái phần tinh bột trong phở bạn chỉ có khoảng tầm 100 calorie từ đó thôi. Và phở bò thì bạn biết rồi đó, cái tô phở bò người ta đâu có hào phóng, người ta để cho bạn gỡ tới 100 gram thịt bò, những miếng bò bít tết đúng không? Cao lắm là khoảng tầm 30 gram bò thôi, tới 50 gram bò nên cái calorie nó sẽ rất là ít. Và phở bò thường người ta nấu không ai bỏ nước béo gì trong đó hết trơn, đúng không? Rồi có chỗ nó sẽ nấu mặn, có chỗ nó sẽ nấu nhạt, đó là tùy mình chọn thôi, nhưng mà hãy nên hạn chế ăn ngọt, hãy hạn chế ăn mặn một chút. Và nhưng mà cái phở thì nó rất ít rau, nhưng mà rau thì bạn có thể bù lại bằng việc là khoảng tầm 2-3 tiếng sau khi ăn sáng bạn có thể ăn thêm trái cây, ví dụ như là cam, táo, ổi, rất là ổn luôn, đúng không? Rồi cứ chọn phở, hãy chọn phở giống tôi đi, tin tôi đi, rồi nha. Rồi xong quán phở, bây giờ chúng ta đi qua một quán khác, đó là quán bánh canh. Cái món này nó cũng ít calo lắm. Bánh canh thì có những loại gì? Bánh canh nào? Đầu tiên là bánh canh cua, ok, khá ổn. Rồi bánh canh giò thì hãy nên bỏ cái phần mỡ giò ra. Rồi tôi thì tôi khuyến khích bạn ăn là bánh canh cá, mà thường bánh canh cá thì người ta chỉ bán bánh canh cá lóc thôi đúng không? Bánh canh cá lóc đó, đây là cái tô bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc thì sao? Bánh canh cá lóc thì bánh nó ít calo rồi, cá thì nó chắc chắn nó ít calorie hơn là thịt heo, mà chất béo trong cá là chất béo không bão hòa, rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là với phụ nữ thì bạn giảm cân mà vẫn muốn giữ được ngực của bạn đúng không, còn giữ được mông của bạn đúng không? Vì sao? Ví dụ như Yuni, khi Yuni giảm cân, Yuni vẫn giữ được phần ngực và phần eo rất đẹp, rất hấp dẫn. Như vậy các bạn cũng muốn giữ được như vậy thì đó, nè xem nè, đấy, khi giảm cân nhưng mà ngực không có giảm bao nhiêu hết trơn. Như vậy làm sao? Hãy nên ăn cá, hãy nên ăn trứng, thì trong đó có những chất béo mà cơ thể phụ nữ cần thiết. Vậy nên thay vì bánh canh giò heo hãy lựa chọn bánh canh cá lóc. Rồi ngoài ra còn món nữa đây ăn sáng nữa nè, món hủ tiếu Nam Vang hoặc là hủ tiếu. Với cái món này thì các bạn cần hạn chế những gì? Rồi hãy kêu cho tôi cái phần hủ tiếu thịt nạc, hủ tiếu tôm, hủ tiếu sườn non, và hạn chế bỏ cái phần, hạn chế ăn quá nhiều của phần gan nội tạng. Ví dụ như cái tô hủ tiếu này trong hình, đây là cái nên ăn nè, tôm nên ăn nè, trứng cút nên ăn nè, thịt nạc. Rồi đừng có ăn giò heo nha, đó là nên hạn chế nè. Đấy, hôm nay tôi chia sẻ video các bạn những cái mẹo thủ thuật khi mà các bạn đi ăn ngoài, các bạn lựa chọn món ăn sáng làm sao để mà bạn có thể có được sở hữu vòng eo thon gọn, vóc dáng thon gọn, lý tưởng đẹp của phụ nữ. Các bạn cần phải cố gắng lên nha, không có dễ đâu, tôi biết tôi nói ra gì thôi, chứ thật sự khi đi ăn mà muốn kiểm soát vấn đề này rất khó, không dễ một chút nào.
Nên nếu mà bạn nhắm là bạn không kiểm soát được, cứ inbox fanpage mua phân bón online để tôi kiểm soát cho bạn qua cái việc kiểm tra được chết bài chết ăn uống của bạn mỗi ngày nha. Rồi ok, video hôm nay kết thúc thôi. Rồi bạn nào muốn inbox, muốn mua khóa học online, đăng ký khóa học online, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Đàn Học Fitness. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Đàn Học Fitness.